Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 600.000 tóc cần có ký hiệu là lớp dot nè bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mở tram start chatbot nè bạn. Rồi các bạn click captcha để làm nhiệm vụ các bạn. Đi tiếp nè. H M captcha giờ mà không thấy luôn các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục cho anh tiếp kênh channel nữa. Follow Twitter, like và tweet. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Like nè. Và tweet nè. Dự án này thấy có đầu tư đó các bạn. Logo này họ đồ thấy bắt mắt quá. Rồi tiếp tục con son vào Discord nè. Bạn nào chưa có tài khoản trên Discord thì tải một cái ứng dụng trên Slay vậy các bạn. Hoặc là Bookstore, hoặc là các bạn có thể xài trên web cũng được. Mình khuyên các bạn xài trên web đi cho nó nhả máy của mình. Rồi. Trên đây trên Telegram nó thì các bạn bấm vào một sau đây coi các bạn. Một message chat thôi các bạn. Chat thì sao mà không có. Rồi. Ok, các bạn bấm vào mục này nha các bạn. Bạn chat vào câu đi. Mục này không được thì bấm mục kia. Để mình vào nhớ mình chat nó không chat mình không phải là người máy các bạn. Dưới mình có tương tác các bạn. Rồi bấm submit tên các bạn. Rồi tiếp tục còn thêm tra có join group xong thì bấm done. Rồi tiếp tục còn submit đường link profile tại Twitter mình. Rồi, trên Twitter mình nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn, nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục bạn điền là username Discord thì các bạn nhấp vào Discord nè các bạn. Discord server nè các bạn. Phân phân tôi nha. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nữa các bạn. Con Discord này nó lót lâu lắm các bạn. Mình thì phải dự án làm của nó lắm. Dự án của nó trên Discord thì chắc là tỷ lệ nó phân phối là cao lắm các bạn. Nhưng mà nó lót chậm quá. Rồi bạn sao chép nè. Đây là một ứng dụng trực tuyến thôi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Rồi để mình lót lại con ấy luôn. Có số 1 số 0 luôn rồi. Rồi. Xong các bạn gõ cho nó gì đi các bạn. Rồi, tiếp tục gửi địa chỉ với BNB sẽ mất trên B20 trên YouTube Wallet đó. Nhiệm vụ khá là đơn giản và nhẹ nhàng đó các bạn. Rồi, tiếp tục qua nhà Complex nha các bạn. Rồi, các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè người thân mỗi được ghép bằng nhà 20.000 tôi cần lớp dot. Rồi, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.